Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là chế lại cái bóng đèn, tức là thay cái bóng đèn khác có cái ánh sáng lớn hơn, cao hơn so với bóng đèn cũ của xe ô tô, xe hơi. Trong cái trường hợp mà chúng ta đi kiểm định hoặc là cái chóa chúng ta mờ quá, kiểm định không đạt được cái độ sáng của cốt pha đèn, thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là chúng ta sẽ gắn cái đèn khác. Một là gắn đèn khác công suất lớn hơn, hai là chúng ta đổi cái chế độ đèn. Ví dụ như ngày xưa là chúng ta thường sử dụng là halogen. Bây giờ cái công nghệ điện tử phát triển cho nên sử dụng cái bóng đèn bằng điện tử. Và bóng này là bóng xeno. Rồi chúng ta sẽ xem ha, chúng ta sẽ gắn cái bóng đèn này. Rồi, ở đây là một cái bộ đèn xenon chúng ta sẽ mua trên thị trường, bán khá nhiều ha, bán khá nhiều. Đây một cái bóng, bóng này đuôi nó là đuôi H4 ha. Đó. Tất cả các cái đèn ô tô thì đa số xài pha cốt là H4 hết. Trong cái hệ thống thì chúng ta sẽ gắn một cái bóng như này. Khi mà cháy bóng này chúng ta mua bóng rời này cũng có này. Đó. Hai cái này cấp nguồn, còn cái này là kích thôi. Rồi đây là cái bo công suất. Rồi, con này bo điều khiển. Rồi, có một cái dây này thì chúng ta sẽ gắn vào là cọc dương của bình, có cái cầu chì đây. Rồi còn hai cái đầu này thì chúng ta sẽ gắn với lại mát, tức là vỏ máy đó. À, rồi đây, vỏ máy. Cái này vỏ máy này, còn cái này là dương. Rồi. Và ba chân này thì nó sẽ khi chúng ta rút cái đầu trong xe ra thì nó có cái đầu cũ đó, thì chúng ta theo thứ tự của nó, theo thứ tự nó thì như thế này. Cái này là vỏ máy, còn này là cốt, còn này là pha. Vậy thì chúng ta nhớ ba màu này luôn: mát, cốt, pha. Rồi chúng ta muốn thử ở ngoài cũng được. Đây, chúng ta câu mát vào đây, chúng ta kích chân dương vào đây thì cốt nó sẽ hoạt động, kích vô đây pha nó sẽ hoạt động. Rồi ở trong sách này thì rất là nhiều sơ đồ ha, sơ đồ về điện ô tô khá nhiều, trong này rất là nhiều, đầy đủ hết đó. Cách đấu nối chế tác gì có hết. Rồi bây giờ cái quy trình chúng ta gắn vào cái xe này do đi kiểm định mà nó không có đạt được cái độ sáng, cho nên chúng ta phải đồ cái bóng đèn này vào. Bây giờ trước tiên chúng ta khoan có gắn vào cái chóa đã, mà chúng ta test bên ngoài xem nó có sáng hay không đã ha. Đây, hai cái chân này thì chúng ta sẽ là gắn vào mát. Mát thì thường xe nó sẽ lấy mát ở sườn máy. Đây, sườn máy. Chúng ta lấy một cái con ốc nào mà ở sườn máy cũng được, rồi chúng ta sẽ gắn vào. Đây, hai đầu này là tương ứng cho hai cái bóng đèn. Đầu còn lại chúng ta sẽ lấy đầu dương. Đầu dương đây, chúng ta sẽ gắn vào dương. Rồi ở đây nó có một cái dắt cắm, và chúng ta sẽ rút ở trong cái bóng đèn này ra, rút cái đuôi bóng đèn ra, đuôi bóng đèn ra nè. Thì khi cái đuôi bóng đèn này nè thì chúng ta sẽ nhìn thấy có ba cái chân. Chân này là âm, chân này là cấp cho cốt, tức là chạy bình thường. Này là pha, là pha đường xa. Đây, chạy trong thành thị thì chúng ta sẽ bật cốt, còn chạy ngoài nông thôn hoặc là đường rừng rú thì chúng ta có thể là đi cái bóng pha này. Rồi chúng ta gắn vào ha, chúng ta cứ vậy gắn vào thôi. Rút ra thì chúng ta có hai chân, nhưng mà chúng ta chỉ cần gắn một chân là được rồi, tại vì cái này nối song song. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy hai bóng đèn đây,
sẽ test test nha. Đây hai bóng, nó rất là nóng nha các bạn, nóng khủng khiếp lắm, công suất lớn mà nóng lắm. Rồi chúng ta sẽ đi bật đèn, chúng ta sẽ đi bật đèn. Rồi các bạn bật khóa lên, sau đó chúng ta sẽ bật đèn. Đó, Linh Linh qua đây em bật cái này, bật pha cốt coi hả, rất dương hả? Rồi khoan, sáng chưa? Rồi bật này nè, đó đây là cốt, nhấn xuống là pha cốt, pha cốt, pha nha. Rồi bây giờ coi. Rồi. Ồ, sáng quá trời luôn. Ủa sao một bóng không sáng? Thiếu mát hả? À thiếu mát đúng rồi. Rồi, pha coi, pha cốt. Pha cốt rồi thay đổi nè, bóng đèn thay đổi đó. Pha cốt, đó, thay đổi ha. Thay đổi. Pha cốt thay đổi. Như vậy khi chúng ta test xong rồi thì chúng ta gắn vào thôi là hoạt động. Rồi, bây giờ chúng ta quy trình gắn vào. Rồi tắt đèn luôn đi lên này. Tắt đèn luôn đi. Thôi. Khi các bạn gắn vào xe thì chú ý là ở ngay đây. Đầu này nó có một cái chống nước mưa, nước bên ngoài. Thì có chữ top là chúng ta để bên trên. Đây. Như đây. Đó. Còn miếng dưới ở bên dưới là nó có một cái lỗ thông hơi nước, cho nên là chúng ta chú ý cái này, khi mà nước vào chúng ta gắn ngược là nó sẽ nước nó vào ứ vô trong này. Nó sẽ làm mờ đèn. Rồi. Đây. Dây mát này thì chúng ta gắn bất kể chỗ nào trong sườn cũng được hết. Lên gắn cái này lại. Cái này nằm bên dưới, đừng cho nằm bên trên nó tiếp xúc với nhựa. Cái này cũng vậy. Gắn bên dưới sườn dính vô sắt. Rồi xong chưa? Rồi. Cái xe này mới gắn đèn xenon xong. Đó, đèn rất sáng các bạn. Đèn cực kỳ sáng luôn. À. Đèn cốt này, pha cốt pha. Pha cốt đó, đèn cực kỳ sáng luôn. Rồi mới gắn xong chúng ta test ha, test thử xem có sáng hay không. Rồi nếu mà xe các bạn mà có mờ quá thì các bạn dùng cái biện pháp sử dụng bỏ cái bóng halogen đi. Để xong rồi chúng ta sẽ gắn cái bóng xenon vào rồi sáng như thế này. Bóng xenon thì nó có ánh sáng trắng có, ánh sáng vàng có nhé. Các bạn tùy theo các bạn lựa bóng. Rồi, chúc các bạn thành công.